Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Magic Pro. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn đó là chức năng Tuning để hợp các đối tượng trong phần mềm lại nha. Và bắt đầu tôi vào thực hành luôn. Giả sử ta có hai đối tượng như thế này nè, thửa đất và đối tượng dương nè. Và tôi muốn hợp hai đối tượng này lại thì sao? Đó. Analyst nè, Tool nè. Đó này nè, tôi bấm chữ Tuning nè. Đó. Tên cái này ở đây nè. Bắt đầu vô. Nó nằm ở Ulay nè nha. Bấm vô. Việc đầu tiên vô, ta muốn học hai đối tượng thì ta phải chọn hai đối tượng nha. Đối tượng nhất là thửa đất, rồi đối tượng thứ hai là thửa đất mà cái vùng được màu xanh này nè. Bấm vô, nó ra một cái tên mới đây, để ghi nhận nha. Rồi ta bấm run. Đó, nó sẽ tạo ra một đối tượng thứ ba đây. Đó, đối tượng thứ ba đây nè, gồm hai đối tượng còn lại. Và những cái phần này nè, nó sẽ cắt chia đâu hai đối tượng luôn nha. Đó. Em mở này cho. Đây. Đó, nó chia đâu hai đối tượng luôn thấy không? Nhưng mà nó hợp hai này lại. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.